그대 미소에 난 취한 것 같아. 자꾸만 웃음이 나. 어린아이 장난. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Yoga with Brian. Trong ngày hôm nay thì Brian làm một cái vlog nho nhỏ để ghi lại những khoảnh khắc trong một cái ngày cũng khá là vui tươi và mình cảm thấy rất là chữa lành cho cơ thể. Mình vừa mới đi chạy bộ xong. Và cứ mỗi sáng chạy bộ như vậy thì mình cảm thấy là cái năng lượng của mình nó được tái tạo rất là nhiều và cảm thấy rất là khỏe. Trong những cái vlog sắp tới thì Brian cũng sẽ vừa chia sẻ cuộc sống của mình cũng như là chia sẻ những cái bí quyết để mà giữ gìn sức khỏe, luyện tập yoga tốt hơn. Mong rằng các bạn vẫn cứ đón xem. Giãn cơ xong thì mình phải nhanh chóng thu xếp đồ đạc để đi tham gia một lớp yoga của em mình dạy. Sài Gòn dạo này có cái nắng đổ lửa luôn, nên mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Đây là lớp yoga đặc biệt của thầy Sadhguru sáng lập. Mình không được quay clip ở trong lớp học nên mình sẽ nói về khóa học này sau cho các bạn nhé. Hi mọi người, đây là yoga part, tức là sau này để cho yoga đẹp dễ sợ. Lần đầu tiên ở đây. Đúng vậy hả? Ờ. Cái sự quê mùa. Cái chỗ này là nó mới cắt. Nó mới cắt sạch vậy á. Chứ hồi trước là chị anh vô là sẽ có hai cái. Nó lan cao như này nè. Giống như là một cái cỏ ý riêng vậy. Đó là như là cô Ánh mọi người. Lâu lắm rồi không có dịp gặp lại các bạn đồng môn yoga để ăn một bữa trưa chay, gặp gỡ nhau. Ta nói cái không khí mà vui vẻ, quây quần, nhẹ nhàng, thân mật, nó thật là quý giá trong cái xã hội ngày nay. Trước khi qua cái chỗ để tham gia event chiều nay, mình ngồi uống một vài ly cà phê và đọc sách. Mình cũng nhận ra là lâu lắm rồi mình mới có dịp để ngồi lại và nhìn lại cái hành trình vừa qua. Tất cả những cái stress, những cái mệt mỏi và căng thẳng của cái chặng đường vừa qua nó như thế nào và sắp tới mình phải làm gì. Nói chung là thì tại sao không bách luôn thì tạo một kênh Làm event cho người khác cũng khá lâu và khá nhiều rồi. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên mình được YouTube mời đến một sự kiện khá là vui, chuyên nghiệp và được gặp gỡ rất là nhiều những bạn khác. Tuy nhiên gặp ở đây cỡ 5-6 tiếng rồi thì cái năng lượng xã hội nó cũng bị hết dần và mình về nhà nè mọi người. Chào mọi người, mình đã trở về nhà rồi đây. Và đây là cái phần quà mà YouTube đã tặng cho tất cả những cái nhà sáng tạo nội dung. Ồ, ở ngoài là 321 short, ngại gì thử thách ha. Mình sẽ mở cho mọi người xem bên trong có cái gì nha. Wow. Ở trong đây thì có một cái ly rất là dễ thương từ team YouTube. Cái ly này chắc thầy Brian sẽ uống rất là nhiều nước trong những cái lúc dậy, tại vì mình sẽ rất là mệt. Nói rất là nhiều, thường dạy là nói 2-3 tiếng đồng hồ liên tục. Và đây là một cái thẻ rất là dễ thương. Cảm ơn team YouTube nhiều nha.